Rồi, xin chào anh em ha. Nay mình về được con Mitsu GM181L ha. Con máy này đẹp, cực kỳ đẹp luôn anh em ơi. Đây, chiếc xe máy này 181-7749 ha. Máy móc thì nguyên nguyên, có nhiều cái gì đây. Không phải xăng, cũng không phải dầu ha. Rồi, máy móc thì đẹp keng ha. Đấy, đẹp từ trong ra ngoài luôn. Này là nguyên viên ha. À, đẹp bóng chen luôn nè. Cái chuông còn nhà ánh luôn rồi anh em, còn như giật trắng tinh luôn ha. Đây, còn như giật trắng tinh luôn rồi. Lốc máy thì miễn bàn ha. Ốc áp sáng trưng ha. Cái cùi xăng bô à. Đây, cùi xăng bô còn xanh lè luôn ha. Đây. Ốc nắp đi lát nè, xanh lè luôn. Con máy này bị bỏ ngoài mưa ngoài nắng nè, nó mấy cái chỗ này nó bị gỉ chết hết. Đây, nắp cò thì đẹp ha, cò đẹp bị gỉ chết chỗ này nha. Không sao, cần ga tay ga thì cũng đen đen luôn ha. Áo bồ thì trắng tinh nha anh em, đấy áo bồ trắng tinh ha. Mình xăng con thì zin, có tinh ra băng dây tiêu zin hết ha. Rồi sơ sơ vậy thôi, quan trọng là máy nổ sao ha. Đây, nhập thử cho anh em coi. Đóng heo gì đâu ha. Kéo nhẹ là chạy ha. Đây, tắt điện thoại. Mỗi phát ha. Đây, chạy garanti thì tiếng vòng luôn á. Garanti đè lại không bao giờ tắt máy đâu nha. Máy cực kỳ mạnh. Máy cực kỳ mạnh nha. Kéo qua tuôn ép là chạy thôi. Rồi, anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ mình. Số điện thoại mình là 0819 202080 nha. Mở cái nước Cà Mau nha. Rồi, xin chào anh em.